Dạ, hoa lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì à, hôm nay à, trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì à, em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa à, năm cánh trắng à, để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Đầu tiên anh muốn giới thiệu với các cô chú anh chị mình là cái à, mặt à, hoa năm cánh trắng lạng sơn, à, nhưng mà cây này nó biến thiên ha cây này ở nếu mà ở cái khu vực mà mình ở là cái nhiệt độ nó hơi thấp thì cái cây này nó sẽ nở ra màu hồng nó là hồng lạng sơn còn ở miền tây cái xứ nóng nắng nhiều thì nhiệt độ cao thì cây này nó sẽ ra là màu trắng nó là trắng lạng sơn một cái khuôn hoa rất đẹp nha các cô chú anh chị dạ đầu tiên đây là mã số 1 mã số 1 mã số 1 27 xăng à, Cây nằm mình đắng lạng sơn 5 triệu tư nè, Các cô chú các anh chị mình coi cái cái uh, rễ nè à, Cách đây thì khoảng 1-2 tuần nha Em cũng có uh, đăng bán một số cây Đó không biết kia của mấy anh chị như cô chú anh chị như thế nào nhưng mà đây cái cây nào ở tại nhà thì để nó đang ra phơi phới phới luôn À, và đây là cái kích thước nè Em đo kích thước nè Đây 57cm Ờ xin lỗi 27cm 27cm nha các cô chú anh chị 27cm à, 27cm Cây đẹp lắm luôn các cô chú anh chị à, Tiếp theo Đây là một cây cái, kia cái nữa tiếp theo đây là cái kia à, số 2 25 cm 25 cm thì có giá là 5.000 k à, cây này cũng thế nha các cô chú anh chị hoa rễ đang xuống rất là 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 êm rồi à, để xuống rất là là em rất là khỏe cây này là lại là, à, nó, nó, nó đang phát triển đó. đây 25 xăng các cô chú anh chị 25 cm 5.000k à, cây rất là đẹp à, tiếp theo tiếp theo đây là em giới thiệu mặt cái một cái mặt hoa nữa đó là cây 5 uh, cánh trắng ban mê nha các cô chú anh chị 5 cánh trắng ban mê hai con mắt uh, xước và rất là gọn nha các cô chú anh chị Đó. À, đây là mặt hoa năm cánh trắng băng mê Đó, à, và đây là hình cây năm cánh trắng băng mê mã số 3 có giá là 4.000 k À, một cái mầm hoa gốc đang lên phơi phới luôn nha một cái mầm gốc đang lên phơi phới luôn 11 xăng 11 xăng tim cho cái cái thân cái thân già còn cái mầm gốc là em không đo cái mầm gốc là nó khoảng 3 xăng rồi Đó, à, khi này em bán với giá là à, 4.000k nha các cô chú anh chị 4.000k cho mã số 3 5 bánh trắng mang mê Và tiếp tục là cái mã số 4 Mã số 4 cũng là 5 cánh trắng băng mê 2.500k 2.500k đó, một cái mầm gốc đã lên, một cái mầm gốc này chuẩn bị lên nè các cô chú anh chị. Đó, nó cỡ hộp hột gạo rồi đó. đó còn một khúc thân già, cái thân già còn 3 mắt nha các cô chú anh chị. Năm cánh trắng băng mê. Mã số 4. Cô giá là 2.500k Và tiếp theo đây em xin giới thiệu là một cái mặt hoa nữa Đó là mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh nha các cô chú anh chị năm cánh trắng Hà Tĩnh năm à, cánh trắng Hà Tĩnh Cái khuôn bông này nó nà ná như cái khuôn bông của HO đẹp năm cánh trắng Hà Tĩnh năm cánh trắng Hà Tĩnh mã số 5 có giá là 5.000k 5.000k cho cái mã số 5 nha cái 5 cái trắng Hà Tĩnh đây một mẹ đang sanh hai con hai con là mập ú u, u luôn rễ xuống rất là khỏe nha các cô chú anh chị đây một mẹ sanh hai con thì à, hai cái mầm gốc này thì nó tầm à, 3 cm cứng 3 cm nha các cô chú anh chị. Nó khoảng 3 cm. 3 cm, 3 cm. Nó khoảng 3 cm hơn 3 cm gì đó, cỡ đó. 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 5.000k cho chậu Hà Tĩnh này. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. À, tiếp theo đây em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình là một cái mặt hoa năm cánh trắng khác nữa, đó là năm cánh trắng Hải Phòng năm cánh trắng hải phòng đây là làm mà... mắt hồng mũi hồng luôn nha các cô chú anh chị mắt hồng mũi hồng luôn năm cánh trắng hải phòng giờ đây là cái hình cây của năm cánh trắng hải phòng nha các cô chú anh chị mã số 6 hai 500 năm trăm k năm cánh trắng hải phòng đây đây là năm cánh trắng hải phòng để thì xuống ok rồi nha các cô chú anh chị để xuống ok rồi. Nam đắng Hải Phòng, mã số 6, 2.500 k. Giờ tiếp theo, tiếp theo đây em xin giới thiệu lại với các cô chú anh chị một cái mặt hoa à, quất chân nữa đây cây này mũi trắng nha mà nó còn hơi phớt hồng nhẹ xíu à nằm bên trắng quốc dân năm cánh trắng phú thọ năm cánh trắng phú thọ đây là năm cánh trắng phú thọ mã số 7 6 triệu mã số 7 6 triệu đây cái khúc thân này thì nó không còn cái lá nào hết một cái mầm gốc đang lên à, Một cái mầm gốc đang lên Một cái mắt đang sưng Hai cái mắt đang sưng Ba cái, bốn cái Bốn cái mắt đang sưng Một cái mầm gốc Bốn cái mốc mắt đang sưng Giá 6 triệu à, Không còn cái lá nào hết Nhưng mà bốn cái kia đang lên Một cái mầm gốc cũng đang lên à đó à, các cô chú anh chị mình à, 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 thấy tiềm năng thì cứ hốt em này về mà chăm ha rẻ cũng đang xuống à, tiếp theo đây là một cái mã khác nữa mà một cái mã khác nữa đây là mã số 8 nha các cô chú anh chị mà số 8 3.500k mã số 8 3.500k đây là một cái kia Phú Thọ Phú Thọ bên kia là một cái cái một cái mầm gốc lên mà đã đứng rồi giờ đang chờ ra mầm gốc còn bên đây là một cái kia nè một cái kia nó đã nhú nhẹ rồi đó một cái kỳ đó, một cái kỳ Này đem về làm giống rất là 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 rẻ mà rất là em, rẻ đã xuống ở cái cục bánh Môn lan này rồi nha các cô chú anh chị. Và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo đây là một cái mặt hoa năm cánh trắng nữa mẹ muốn giới thiệu với các cô chú anh chị đó là năm cánh trắng ho, à, hay còn gọi đó là năm cánh trắng hiển quanh và ngược lại à, có người thì gọi là đây là ho, à, nó cũng nhiều tên gọi, nó ba tên gọi nha các cô chú anh chị một cái mặt hoa rất là đỉnh rất là đẹp và dạ, đây đây là cái mã số 9 mã số 9 này có giá là 2.000 à, 25.000 ca à, 25 triệu đó nha các cô chú anh chị 25 triệu mã số 9 đây một cái kỳ ho kỳ ho này chắc chắc 3 sen quá em chưa đo Ồ cái này nó khoảng tầm 2 cent rưỡi thôi, các cô chú anh chị. Chưa được 3 cm. À, rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Rễ thì đã xuống ở ở ở cái cục bánh bông lan rồi nhưng mà chưa có ra ngoài chậu này đâu. Cái này mới trồng khoảng vài tuần thôi. À, năm canh trắng ho 25 triệu. Ở cái clip này em quay ngược xíu, các anh, cô chú anh chị, thường là quay là à, nằm cái năng phú thọ HO lên trên đầu hôm nay em sẽ đưa xuống cuối clip này mã số cuối cùng mã số 9 25 triệu cho cái nào kia nằm cánh trắng ho à, Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Qua Lan Quang Minh thì à, số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. À, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.